Hồi nãy những Đức có coi một công đoạn của Hòa Thượng Tịnh Không Người Khai Thị ngắn thôi, mà công đoạn nó để là người đi hộ niệm mà còn ăn mặn, hút thuốc, uống rượu có đi hộ niệm được không? Mà Ngài khai thị đoạn này ngắn thôi mà rất là xúc tích và tình lý viên dung, rất hay quý vị. Quý vị nghe công đoạn ngắn này nè, để chúng ta khi áp dụng thấy rất là hay và rất phù hợp. Có một công đoạn. Đây là câu hỏi của đồng tu Dương ở Đông Bắc. Ông ấy nói: xin hỏi, nếu như trợ niệm cho người sắp lâm chung, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, liệu có thể dẫn chúng niệm Phật? Liệu có thể khai thị cho người đã mất? Tốt nhất là vào ngày trợ niệm, bạn ăn chay một ngày, biểu thị sự chân thành cung kính của bạn đối với họ, vậy thì công đức đó càng lớn. Hoặc là sau khi bạn trợ niệm xong, trở về mới ăn cũng được. Không nên làm vậy ở nơi trợ niệm. Thời gian trợ niệm đi hút thuốc, uống rượu, ăn thịt, như vậy không tốt. Như vậy là không cung kính đối với người đã mất. Đây là đồng tu ở Sơn Đông. Ông ấy đưa ra một câu hỏi. Ông ấy nói có quyển sách nói muốn giảng sanh, uống thuốc độc niệm Phật cũng có thể giảng sanh. Đây là thật sao? Chuyện này đồng tu học Phật phải biết. Học Phật quan trọng nhất là trước khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, dạy những đệ tử đời sau chúng ta tứ y pháp. Điều đầu tiên là y pháp bất y nhân. Những lời họ nói trong kinh Phật có hay không? Nếu như trong kinh điển không có thì không được tin tưởng. Quyển sách nào đó nói không được, người nào đó nói không được, phải là Phật nói mới tính. Lời Bồ Tát La Hán nói tương ưng với kinh Phật thì được. Nếu không tương ưng thì chúng ta có thể không tiếp nhận. Cho nên nhất định phải dựa vào kinh điển làm căn cứ. Y pháp bất y nhân. Trong kinh điển không có cách nói này, vậy thì tuyệt đối không được. Nếu như được thì xong rồi. Trên thế gian hiện nay mỗi ngày có bao nhiêu người tự sát? Tự sát niệm Phật có thể giảng sanh không? Không thể. Phải hiểu đạo lý này không được. Đó là công đoạn khai thị tiên ngắn mà rất hay quý vị. Công đoạn đầu tiên quý vị nghe rất là tình lý ha, rất rõ ràng. Nếu như bây giờ chúng ta đã nghe được gì rồi mà mình còn cố tình đi uống rượu, hút thuốc, ăn thịt để đi hộ niệm thì mình sai. Tại vì được nghe. Vì cái người mà không được nghe mà họ còn ăn thịt, hút thuốc, uống rượu, họ có đến hộ niệm được không? Được. Tại vì họ không được nghe. Quý vị ngồi suy nghĩ coi, họ đâu có được nghe đâu. Nếu mà mình không cho họ thì mình sai. Vì họ không được nghe. Nên chúng ta có thể giúp cho họ kết duyên, đó là nơi hộ niệm người chuyên nghiệp thì một vị trí để chuyên niệm, còn một vị trí phụ, chúng ta làm một cái hình người mắt hay sao đó, để cho những người phụ này còn ăn thịt, uống rượu, hút thuốc, niệm đây. Vậy thì phù hợp, không đoạn duyên họ. Nếu như chúng ta có thể áp dụng được điều như vậy thì mở tâm lượng ra. Tâm lượng mở rộng ra quý vị.
Ví dụ như đoạn khai thị của Hòa Thượng, Ngài khai thị là người được nghe. Nghe rồi, như chúng ta nghe thì chúng ta nhất định sẽ không làm. Ngài nói rằng ngày đó thì nên tạm ăn chay đi, tạm đó, rồi đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đi niệm Phật cho anh ta ngày đó đi. Rồi bữa sau muốn ăn thì ăn. Đó là quá phương tiện rồi đó quý vị, quá phù hợp. Đó là may mắn mình được nghe, thì người ta nghe người ta sẽ tiếp nhận. À, đây là ông bà cha mẹ người thân của tôi, thì tôi nghĩ ăn chay, tôi nghĩ ăn mặn một ngày, nghỉ hút thuốc một ngày, nghỉ uống rượu một ngày, được, không sao. Rồi hộ niệm xong hết trơn rồi, tôi giúp cho họ rồi, tôi còn ăn mặn, uống rượu, hút thuốc thì là chuyện của tôi, đó là chuyện của mình. Đó là mình được nghe mình mới làm. Còn nếu như những người không được nghe, người ta sẽ không biết gì. Thì thấy mình niệm Phật cho người thân người ta, ta đến niệm Phật thôi. Mà ta đến niệm Phật mà mình hỏi người ta còn những thứ đó hay không, ta nói còn, không được niệm Phật, mà không tạo điều kiện cho họ thì trở ngại, trở ngại chúng ta. Nó nên những đức nói rằng là Phật pháp nó phải có tình lý và phải mở rộng ra để cho những người chưa được kết duyên với Phật pháp cho họ cơ hội được kết duyên. Điều này quý vị nghe nên nếu như gặp trường hợp mình thấy phù hợp thì mình áp dụng, phải không? Nên những đức nói rằng là Phật pháp khi người chia sẻ mỗi cái, nếu mình để ý có cái hay, có cái hay để học tập chắc chắn luôn. Nên mình để ý gì để mà mình áp dụng làm sao cho nó phù hợp. Còn nãy ngày khai thị người nói rằng là bây giờ mà nếu như tự tử để niệm Phật giảng sanh thì làm sao phù hợp được quý vị? Cái đó là chắc chắn 100% rồi. Bây giờ dù có giảng sanh đi chăng nữa bây giờ cũng không được. Tại vì nói về thế gian pháp, ai chấp nhận mình điều đó mà làm như vậy? Không thể nào được. Nên quý vị nhớ rằng là mình học Phật, mình niệm Phật, mình tu hành mỗi ngày, nó để áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Mà cái cuộc sống của mình là người học Phật mà ta thấy mình an vui tự tại là thấy là thích rồi. Nhưng mà Thượng Tịnh Không Ngài nói rằng lúc Ngài qua bên Úc Châu Ngài ở thì xung quanh là các đạo giáo khác nhiều. Người ta để ý, người ta thấy cái đạo tràng của Ngài mỗi ngày vui vẻ an lạc vô cùng. Người ta đến người ta hỏi, giống như xung quanh nhà chồng sớm ta hỏi gia đình mình vậy đó. Vợ chồng sống biết niệm Phật, không có kình lộn, không có chữ lộn, sống hòa thuận rồi thương con, dạy con đàng hoàng, thì tự nhiên cái chòm xóm ta cũng ngưỡng mộ. Thì giờ ta thấy cái đạo tràng đó của Ngài, người vui vẻ an lạc quá, xong người ta đến, người ta hỏi các vị mỗi ngày làm gì, và chúng tôi thấy các vị vui vẻ an lạc, sống đặc biệt như vậy, các vị học cái gì? Đây là chúng tôi học Phật. Học Phật là học cái gì? Là học vui vẻ, học an lạc, học khoan dung tha thứ. Chúng tôi cũng muốn học. Thì Ngài nói rằng là cái ngày đó các vị đi đến đạo giáo của các ngài học, ngày này chúng tôi học ở đây, các vị đến đây học, xin mời đến đây học. Nó nghĩa là người ta thấy mình học Phật an lạc, vui vẻ, dễ tính, khoan dung tha thứ, tự nhiên ta thích mình. Đó là cách để mà mình truyền đạo đó quý vị. Vì người ta nhìn mình mà thấy thích chứ không gì chứ. Nhìn mình mà người ta hoan hỷ, người ta muốn học theo. Vì ai cũng thích cái người dễ tính quý vị. Quý vị đi đi, cái người mà đi đâu cũng bắt bẻ người ta, chứ là người này không có duyên dùng gì chứ. Nhớ kỹ, không có duyên. Ta gặp mình là ta tránh xa mất tiêu, ta sợ chết mồ luôn. Những đức ta từng kể, ở dưới quê có cái ông này. Ở cái xóm đó, ổng là học thức nhiều nhất trong cái thời điểm đó. Mà ổng là hiểu biết được về đọc kinh, về đạo giáo, ông biết nhiều lắm. Nhưng mà con cháu ổng chòm sớm ai cũng sợ ổng hết. Mỗi lần mà ổng đến đám giỗ, đám cưới mà ổng ngồi cái bàn nào là không ai dám ngồi. Mà ai mà đến ngồi là ở sớm nói người mớ, người mớ. Nghĩa là không biết ổng mới lại ngồi, không biết ổng mới lại ngồi. Vì có nghĩa là người ta gấp đồ ăn, người ta ăn uống thì sao đó, ổng cũng nói chứ, ổng sửa lưng người ta suốt à. Nên viết rồi con cháu ổng, ai gặp ổng, người thân, người dòng xóm ta gặp ổng là ta sợ ổng lắm. Tại vì người ta đi thì sao ổng cũng chỉnh, người ta làm gì ổng cũng sửa. Ổng làm viết rồi ổng thành khó tính, ta sợ ổng luôn. Nên ổng mắc duyên,
mắc duyên quý vị, mắc duyên là vô duyên, không có duyên gì chứ. Nó nghĩa là quý vị biết rằng là tại vì ta sợ ông chứ không gì chứ á. Nó quý vị nghe công đoạn này phải không? Mình đem Phật pháp mình áp dụng trong cái cuộc đời mình, nhưng mà nếu áp dụng cho người thì phải phù hợp, còn nếu mà mình thấy không phù hợp thì thôi, mình lo mình học Phật, mình lo mình sống cho tốt đi. Còn con cháu mình nói nó không nghe, mình đừng có đề ra nói hoài, giết nó nói mình về xưa. Cái kiểu mà mình học mà ví dụ như ông Đức Hòa đi, ông học Phật rồi chút đỉnh đi, mà ông cứ gặp người thân ông, gia đình ông hay con ông hay vợ ông gì đó mà ông cứ nói hoài, ông gặp là ông lôi ra ông nói giết nó sợ ông luôn, nói giết người ta sợ chứ không có chuyện giỡn đâu quý vị, rồi ta tránh mình luôn. Còn bây giờ ta thấy mình mà học Phật mình vui vẻ an lạc dễ tính, tự nó sắp đến gần mình. Thử bây giờ bà cụ già nào mà khó tính thì con nó không giờ đến thăm đâu, mà nó thật sự mà nói nó cũng không muốn cho tiền bạc luôn, nó ghét khó tính mà. Mà từ khi mà niệm Phật mà dễ tính đi, lễ Phật niệm Phật rồi dễ tính rồi đi, nó lỡ nó thăm nó cho tiền mua bánh cho ăn hoài vậy đó. Nên mình học Phật sao mà học ra dễ tính, học làm sao mà cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình nó buông xuống được. Nên mới học, vì học vậy là thấy có lợi ích rồi đó. Nên một câu Phật hiệu này nó giúp mình dễ tính mà quý vị. Tại vì câu Phật hiệu mình niệm để mình giác ngộ cái tâm mình, nên mình thành dễ tính chứ sao. Mà dễ tính á, nó cũng hết bệnh đó nghe. Cái người mà khó tính là người mang bệnh á. Bệnh này là bệnh nặng á, này là chúng độc nặng. Mà chúng độc này là do mình làm mình chúng độc chứ không ai làm mình chứ. Cái người mà sân si là tự làm mình chúng độc quý vị. Mà câu Phật hiệu này là giải độc quý vị ơi. Quý vị để ý đi, thí dụ như cái người này nghe mình ung thư đi, mà mình buồn đi thì độc nó càng nhạo vô thêm nữa. Còn mình đã bệnh ung thư rồi, mình đừng có nghĩ cái điều tiêu cực. Thường người bị bệnh ung thư ưa hay bệnh này bệnh kia mà không có thuốc trị rồi, người ta ưa mang cái tâm gì nè. Người ta chết rồi người nhà thì sao, người thân thì sao, này kia ta nghĩ gì. Người ta nghĩ cái lúc người ta chết rồi sao sao không à. Còn bây giờ mình đem cái tâm đó mình cắm vào câu Phật hiệu đi, tức khắc mình không có nghĩ điều đó nữa. Mình giải tâm gì mình nghĩ mình ở thế giới cực lạc, thì ở đây khỏe mạnh hay bệnh đau gì mình cũng phải nghĩ mình ở thế giới cực lạc á. Thì tức khắc mình có nặng nề, mình chết rồi thì cái người thân mình còn sống lại thì họ phải sống chứ làm sao. Thì họ phải sống chứ làm sao. Bây giờ mình làm cha làm mẹ, mình có thương con cỡ nào đi chăng nữa, mà lỡ thọ mạng mình đến mình chết rồi thì con mình nó phải tiếp tục sống à. Cái nguyên lý nó phải sống chứ làm sao bây giờ quý vị. Nó, mình còn sống thì mình giúp được, chứ mình chết rồi thì thôi ai giúp đi. Cái chuyện đó là sinh tồn của họ, mình đừng có đặt vấn đề đó. Mình đặt vấn đề đó đã, mình đã bệnh rồi, mình sắp chết rồi, bệnh te tua tả tơ rồi, vậy mà mình còn nghĩ những cái chuyện gì đó không. Nghĩ giết rồi mình sơ xác hết chứ, mặt bèo nhèo hết chứ. Tại sao mà có những người ung thư mình nhìn người ta không giống ung thư chút nào? Tại người ta đâu có buồn đâu mà giống ung thư. Nó quý vị coi á, giống như Đức từng kể câu chuyện cây đu đủ trong cái quyển sách mà niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Người ta ví dụ cây đu đủ nó to lắm, chừng bằng cái bắp chuối mình thôi, nó bắp chân mình thôi vậy đó, mà nó chịu bao nhiêu trái đu đủ, giông gió bão tố mà nó vẫn đứng sừng sững, nó chịu được. Mà trong khi cái thân nó nhỏ gì mà nó chịu bao nhiêu trái đu đủ, vì thấy chưa, đầy trái đu đủ mọc trên thân nó chứ. Còn cái mình thì to gì mà có cái khối u ung thư chút xíu thôi, mình xanh mặt xanh mại chứ đầu hàng. Đó là tại mình, nếu như mà bản thân mình phấn chấn để mà sống thì cái ung thư đó nó cũng mọc từ mình mà ra, thì nó cũng sẽ tự hoàn chỉnh lại thôi. Sợ gì, mình cứ sống với nó là bạn đi, bình thường đi. Mình đừng có suy nghĩ cách này cách kia để mình dứt nó, mình diệt nó, đừng có nghĩ điều đó nữa. Mình hãy hòa sống cùng nó đi, thì nó sẽ tự hóa giải và nó hết à. Cái này mà mình phải tin nó nghe. Đó, nên cái con người mà nóng tính là tự làm mình trúng độc. Cái người mà buồn giận là cũng bị trúng độc. Nghe không? Cái người mà không vừa lòng, không vừa ý cũng bị trúng độc. Nhất là giận dai là độc dai. Còn thù dai là độc, này là độc còn dữ nữa. Cái vị biết vì hận thù người ta giống bị chúng độc gắn hổ, thấy không? Nó còn cái vị mà dặn dai thì giống như bị chúng độc gắn lục, độc gắn lục nó nhẹ gắn hổ,
Thấy chưa? Nên từ nơi đó mà quý vị nhớ á, đừng có làm mình bị chúng độc nghe quý vị. Nó buông cái tâm buồn giận hận trách xuống đi, có niềm vui, có nụ cười. Nên mỗi ngày chúng ta lễ Phật xong thờ vậy thôi. Những đức nói cái cách tu này là cái cách ở thế giới cực lạc. Lễ gì đâu mà chưa đổ một giọt mồ hôi là xong. Bởi vì tu, bởi vì ông nào bà nào mặt sáng rực rỡ. Tại vì tu khỏe quá nên từ nơi đó mà nó dễ tính chứ không gì. Bởi vì mấy cái người mà tu nhiều khó tính là phải. Tại tu nhiều quá ghét tu quý vị. Cuối cùng tu ra mệt quá sân si chứ không gì. Vì đế đi. Hồi đó mà tu nguyên đêm ra sân si ác đặng, những đứa nó trải qua rồi. Tu nguyên đêm từ 6 giờ chiều cho tới 4 giờ sáng. Tu xong ra gặp ai mặt cũng thấy ghét quý vị. Thấy mình là ghê lắm. Tu có đêm nay ra mà nấu đồ ăn cho mình không ngon mà chửi ôm sùm quý vị, nói có đêm tu ra nấu đồ ăn mà nấu gì đó. Thấy chưa? Đừng nói chuyện đơn giản tu nhiều nó sân si đó quý vị ơi. Mình nói đâu phải nói người tu nhiều, mà người tu nhiều mà nó không có quá giải được á. Mình tu mà mình không tiêu hóa được á là nó sân si, giống như ăn á. Ăn nhiều nó bị sình bụng á. Ăn nhiều quá nó không tiêu hóa được sình bụng chứ sao. Nó cái đích gì mà nó dễ tiêu hóa, ngon chút mình ăn nữa. Thấy không? Ăn đích mà chút đói ăn nữa, chút đói ăn nữa, ăn hoài ngon hoài. Hình như căn tính mình tu đích nó dễ tính quý vị. Tu nhiều sân si. Quý vị thử bây giờ những đức mà đưa lên từ khóa tu mà từ 6 giờ chiều tôi 4 giờ sáng đi. Xong sáng bà nào bà nấy cái mặt hay queo. Ông nào ông nấy sân si. Có khi ai chồng tôi xong. Ai chồng tôi xong ai chồng quýt lộn. Tối ai chồng đi mặt cái điêu sao sáng quýt lộn dữ vậy. Này tôi có đêm sáng kêu nó nấu mì ăn nó không nấu, nó mệt quá. Ông nấu đi, tôi cũng mệt quá. Cuối cùng sân si quýt lộn quá trời quýt luôn. Thấy chưa? Có khi tu nhiều để sân si. Không, cái này nói cô phải ngồi suy nghĩ lại. Cô chừng bị dính cái bệnh á. Nó cứ có nhiều người cứ không tu. Mà đưa cho người ta tu nhiều, nghĩ là tu nhiều tốt quý vị. Không có tu, mà đưa cho người ta tu nhiều. Nó thường đi đến một số đậu tràng á, là người trên không có tu. Mà kêu mình phải tu nhiều tốt lắm con. Tu nhiều tốt lắm, niệm Phật nhiều tốt lắm. À đó ông tu nhiều tới con có tốt không biết. Tôi mệt chết mồ luôn, tu nhiều mà tốt cái gì. Đó, bởi vì quý vị biết những đức tu chung nên những đức biết tu sao mà cho nó vừa vừa nó khỏe. Bởi vì cái đạo tràng của mình tại sao mà ai tu càng ngày càng đẹp chứ nó không có héo queo, nó không có khó khăn. Tại nên tu khỏe mà sao khó được. Tu chưa hết sức thì chắc là hết giờ. Tu chưa hết sức là nó hết giờ rồi, quý vị nghĩ đi. Thì bây giờ nó tham. Nó giống như có bà Kim Sa Sa, bà tu bà an lạc đi. Vừa bà đang an lạc vậy tự nhiên keng nó gì đâu mà đã an lạc ghê thì keng. Thấy chưa? Là tự nhiên bà thèm cái thời sao bà tu nữa. Thèm thời sao bà tu nữa. Còn gặp mà tu mà bà đơ chứ bà nhìn đồng hồ. Mấy giờ sao lâu dữ vậy ta? Tu chút mấy giờ nhìn lâu quá. Tu chút tu ra nghe. Đi giống bại chặn nghe. Đi nghênh ngang. Kênh nghe. Ủa sao mắt nghe kỳ cục. Tiếng mấy tiếng đồng hồ á. Kỳ cục gì? Tu tiếng mấy tiếng đồng hồ mà chật chết luôn. Lên lên nước cho uống rồi, đuối quá trời đuối. Đó vậy thấy chưa? Còn tu kiểu thầy ra khỏi uống nước luôn, chưa khát nước nó hết giờ rồi. Nó sanh pháp vị, nó an lạc cần uống nước. Nó mày thấy không? Thêm cái nữa. Tu ít kiểu này nó chưa mất gì sinh hết giờ. Chưa có gì sinh hết giờ có gì nữa. Tại vì sao? Tu kiểu này tu hoài tu nó cũng không ngán nữa. Bởi vì đấy những đứa kia nói chuyện tiếu tiếu gì đó mà vì nghe vì để ý nghe. À cái cách truyền tải mình nó nghe hoài nó cũng thích nữa. Giống như ngày nào những đức cũng á, nói về thế giới cực lạc, nói về sự tu hành, nhưng mà nó lại có hài hước ở trong, cho quý vị cảm thấy vui. Quý vị nhớ nha, phàm phu mình kỳ lắm, mình để ý rõ ràng luôn. Tại sao mà nhiều người ta thích sống gần với những đức lắm quý vị ơi? Tại sáng ăn cơm xong là những đức nói chuyện mắc cười dữ lắm. Người ta cười sắc. Hồi sáng đây nè, nói chuyện. Cái coi cô nó cũng ngồi nói. Bởi vì mỗi lần mà nghe Phật pháp chánh tông là ngủ chích mồ. Chịu không nổi. Nhưng mà nghe nói chuyện hài hước phái. Vui. Thấy chưa? Cái căn tính bà vua nó kỳ cục vậy ơi. Nó nghĩa là lâu lâu mình nói nó chánh tông chút. Nhưng mà nó phải giống phương tiện mà nó vui vui vô. Tự nhiên nói chuyện xong nghe xong cái mặt hồng hào lên nó ghê lắm. Nhưng mà thử quý vị mà nói Phật pháp nữa. Quý vị phải niệm Phật sánh cực. Ở những đức làm sao cũng mắc cười chứ à. Quyết tâm. Nói mà nghiêm túc quý vị.
nghe chút, có nhiều bà nghe chút nha, mắt kìa, nó là chánh tông nó gì đó, chánh tông nó chánh tông rồi, nó gục gạt nó đi rồi nuốt đúng miếng đó, bước ra cái mặt xanh lè xanh lét. Còn bữa nào mà nói chuyện vui ra cái mặt nó hồng hào, bước ra nhìn cái gì cũng đẹp chứ. Nó bị thấy chưa, cái pháp phương tiện nó độ xanh rộng vô cùng luôn, không phải giỡn đâu. Nhưng mà thường những cái người mà hiểu biết nhiều mà chấp nặng là họ khó chịu, không chịu điều đó. Phải chi họ học thức nhiều mà họ thích học dữ dằn thì họ đi lỡ cái chỗ nào họ học đi, lỡ cái chỗ nào mà dữ dằn họ học. Còn mấy cái người mình yếu yếu, mình thích vui vui thì mình vô đấy mình học. Vậy thì được, đâu có ai bực bội ai làm gì quý vị. Ví dụ như mình thích thì mình vô mình học chơi, còn nếu mình không thích thì mình đi kiếm chỗ nào dữ dữ đó mình học. Vậy là xong chuyện rồi, có gì đâu, thấy không? Nhưng mà họ họ không thích, nhưng mà họ tức. Không thích mà họ tức. Tức là gì? Nói chuyện tào lao mà sao đông người nghe tức thức ghê. Vô duyên. Tự nhiên nói sao không biết mà họ phải nghe họ vui. Nó rồi họ chịu niệm Phật là được rồi. Nói gì mà họ chịu tu quý vị, ngày nào họ tu 5-6 thờ, 12 giờ khuya cũng chạy tu ào ào, nói chuyện vẫn chơi hả? Vì nói chánh tông với kêu họ tu 12 giờ khuya có tu không? Không chịu tu. Nhưng mà những đức lên lịch tu là họ tu theo đó. 3000 lại chạy theo du lại sách vở du. Quý vị biết rằng tin không? Có những người mà lễ Quan Âm 3000 lại mệt chết mô luôn, mà lễ xong rồi không chịu đi ăn cơm luôn. Ngồi tại chỗ luôn. Kêu người đem cơm nó luôn. Tại biết sao? Dành chỗ ngồi. Quý vị biết cái này nó thu hút kinh khủng chưa? Nó nghĩa là 3000 lại đuối cỡ nào luôn đó. Mà tới cái bữa thứ hai nghe, toàn ô quý vị biết rằng nhìn bà Diệu Sưng tội nghiệp bà. Bữa thứ hai thấy tội nghiệp bà cũng hơn, bà ngồi quý vị biết rằng là đuối á. Hồi đó vui bà giảng pháp. Rồi khi mà đuối á, vì nó thu hút kinh khủng không? Bữa thứ này đâu nè, nó nhiều bà này ngồi phía trước nè. Ôi ôi, tới bữa thứ ba bà nào mà nấy đuối mặt tái mét luôn mà lao theo quý vị. Mấy bà lao theo mà không buông luôn á. Nó mấy bà mà lao theo tôi kiểu đó, mấy bà giáng sanh chắc chắn luôn. Mấy bà mà buông tay tôi ra coi chừng bà rớt, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Đúng không? Nó nên nó hơi kệ, lâu lâu rồi đi vòng chơi đi, thấy không phù hợp thì quay lại. Nó mở cửa cho vô. Mình sống nó tự tại quý vị. Đến với mình cũng được mà không đến với mình cũng được. Nhưng mà làm sao mà bạn nó vẫn là hay. Tại vì mình đến với nhau, mình ngồi bàn ăn uống chung phù hợp. Mình thích, mình kiếm bàn nào ăn thử sao thì mình cứ đi kiếm. Mà kiếm thấy ăn mà không ngon thì mình quay lại lỡ đây vô ăn chung. Bữa nay có đồ hủ luộc chấm muối tiêu nè, hay chưa? Tại mình muốn giảng sanh cực lạc mà quý vị. Chở mặt quay lưng chứ cho nó mệt, không có cái gì phải chở mặt quay lưng. Chúng ta sống làm sao cho nó tự tại. Thích thì đến, không thích mình đi kiếm chỗ khác mình học nữa. Mình học xong mình đem cái hay đem gì đây? Gặp như Đức nói, thầy Đức, bữa nay có cái này hay nghe. Mới vừa đi học một chiếc về, nói cho thầy nghe, này hay lắm. Nói đi, tôi nghe. Phù hợp thì tôi lấy, không phù hợp thì kinh nghiệm. Đúng không? Có gì đâu quý vị. Quá tuyệt vời, nếu quý vị mà học tập mà là như vậy, những Đức nói quý vị giỏi lắm á. Chắc là giỏi, tại vì tâm bao dung quý vị. Tâm mình nó bao dung á, tại vì mình cỡ nào cũng biết nhau mà. Biết nhau mà, đừng có bao giờ cái gì mà gọi là không vừa bụng nhau chứ. Tại vì mình muốn về cực lạc. Thật sự là mình muốn về cực lạc quý vị. Đã muốn về cực lạc là tha thứ hết. Nhớ không? Muốn về cực lạc là tha thứ hết. Chứ đâu phải con người đến con người mà nói là lúc nào cũng thuận tiện nhau hoài đâu quý vị. Cả vợ chồng sống với nhau mà lâu lâu cũng cự lộn một bữa chứ không phải diễn dẫn chơi đâu. Có những lúc mà nói mà ra sân si, quay mặt ghen, miễn đâu. Thấy không? Nó ít có vợ chồng nào mà không cự lắm. Cỡ nào cũng có cự. Nó càng cự thì càng thương. Đừng có càng cự mà càng chia tay. Thấy không? Nên nó lâu cự một cái, mình thấy thôi tha thứ, tội nghiệp quá. Cự một cái lâu lâu, cự một cái. Nó, cái cảm giác mà chửi nhau thứ nó làm sao. Rồi lúc đó mới nói, hồi từ hôm nay không chửi nữa. Thấy chửi kỳ quá. Không? Mình mà có cái tâm vậy thì tốt lắm á, không phải giỡn đâu. Chứ đừng có bao giờ mà mỗi lần mà gọi là sức mẻ thì không hàn gắn được sao? Con người nó phải có sức mẻ một chút chứ.
Cái trong cái cõi này có cái gì đâu mà nó mo tròn hoài đâu mà không sức mẻ. Thấy quý vị? Ờ, lúc nào cũng sức mẻ chứ, tóc mà lâu lâu còn rụng cộng mà. Nó cũng sức khỏe chứ gì. Cái bản thân đây mà lâu lâu nó còn rụng cộng tóc mà. Đừng nói chuyện giật chứ. Răng mình ăn mà lâu lâu mà còn mẻ cái răng mà, chứ đừng nói chuyện giật chứ. Đây là răng đây mà còn cắn lưỡi nữa đây. Của mình cắn của mình, đừng nói cắn ai mất công. Phải không? Có ai trong đây dám nói rằng tôi ăn cơm mà không cắn lưỡi không? Nó mà đang ăn gì đây mà mình còn cắn lưỡi của mình, không chi mà. Cái chuyện mà giữa con người tính tình nó khác nhau mà làm sao mà đồng quan điểm. À, quan điểm của mình nói là như vậy nhưng cái nghĩ người ta là khác. Cái này tha thứ thôi. Tại vì sao gì nó không đồng quan điểm là đúng rồi. Chừng nào mới đồng quan điểm, vì cực lạc mới đồng quan điểm. Vì nó đầy đủ năng lực thần thông, nó phù hợp, hiểu biết thâm tâm hết trơn à. Tặng không khắp pháp giới, hiện tại quá khứ vị lai, biết hết trơn. Nên mình thông tâm rồi, bản thân mình hiểu nhau hết. Còn bây giờ mình đâu có thần thông đâu. Cái quan điểm những đức nói gì là cái tâm tốt, nhưng người ta nghĩ những đức là không tốt. Cái cách nói những đức gì, vì thấy bị vui gì, bị thương những đức. Nhưng cái người không thích thì nói ông thầy giảng thấy ghét. Đúng là đúng rồi, rất là đúng quý vị. Hiểu không? Đó, giống như đoạn nãy Hòa Thượng Tịnh Không người khai thị. Ngài khai thị mình nghe rồi mình hiểu mình làm. Nhưng người không nghe thì người ta không biết mà làm. Nên mình nghe mà mình cố làm là sai. Còn người ta không biết mà người ta làm là đúng. Vì người ta không biết. Mà mình không giải thích cho người ta mà mình không cho người ta là mình sai. Đó, mình có cơ hội mình phải kêu người ta lại, gia đình người ta mình kêu lại, mình nói về cái chuyện lợi hại cho người ta nghe. Xong rồi mình kêu người ta ngồi đây niệm Phật đi, giúp cho ông bà cũng tốt. Thấy không? Còn trong đó để chúng tôi nhiệt tình, tôi giúp cho ông bà quý vị, điều đây tôi nhiệt tình tôi làm cho, giải thích cho người ta nghe rồi, người ta sẽ chấp nhận mình. Tình lý quý vị. Còn nếu như không được, không biết tu, con ăn măng, con hút thuốc, con uống rượu, không được niệm Phật nghe chưa? Đi ra. Nó kênh mình, đừng nó cầm dao nó chém mình, đừng nó. Ông bà cha mẹ tôi chết mà không cho vô. Giết mình luôn. Đừng nói chuyện dẫn chơi, lúc trước hồ niệm thấy rõ ràng luôn. Nó ông bà cha mẹ đang hấp hối, con cháu nó tràn vô. Có cái chú này ban ra chặn lại, không được vô. Ông bà cha mẹ tôi gần chết, cho tôi vô, không được vô. Mày làm gì mà cho tôi vô mày? Thằng kia nó bay vô nó đạp này cái văng qua một bên tràn vô. Nó mình làm bậy thế chứ. Nó chặn bậy bạ nó quýnh một cái mà chết luôn mà đừng nói chuyện dẫn chơi. Mà nói về thế gian nó nói ông làm bậy. Ông bà cha mẹ tôi gần chết mà không cho tôi vô thăm nhìn mặt lần cuối. Thấy chưa? Thấy không? Mà đi hồi niệm mình khéo chỗ này nghe. Tuy mình giúp người mà mình phải coi nhân quả của người ta đó. Mình thấy không phù hợp rồi thôi mình dọn đồ, mình dọn phước cho đồ chắc ăn. Chứ bây giờ mình thấy không phù hợp mình còn bán ra nữa. Nó quýnh mình mà bỏ mạng nữa. Đừng nói chuyện dẫn chơi. Nên để có cái ông này ông lại ông gặp với đứa hỏi. Thầy thầy, đi hộ niệm mà lâu lâu gặp những trường hợp gì, mình thì muốn giúp nó giáng sanh, mà lỡ gặp con cháu nó dữ dằn quá, nó nhậu vô, nó ra biết sao, nó mài dao sạc sạc sạc, còn sáu tay. Nhưng đức đó thì cuốn đồ chạy chứ sao. Trẻ con gặp cái trường hợp nó bởi đó làm gì được mà làm. Mấy ông niệm Phật yên không? Mấy ông vừa niệm mấy ông nhìn sau lưng giáo giác hoài đúng không? Nói đúng rồi, nói thì cuốn đồ giọt là đúng rồi. Tại vì cái phước duyên người này không đủ để mình giúp. Thì thôi chúng ta Nam Mô với Đạo Phật tùy duyên. Mình giữ cái mạng mình trước, mình giọt chắc ăn. Vì mình cũng là phạm phu. Nó giết mình một dao, cái lúc đó mình không giảng sanh mà mình đi đâu không biết luôn. Hiểu chưa? Nó cái đó mà chưa chắc được giúp người mà còn có hại. Nó cái gì làm cũng phải tùy duyên. Tuy nhiên Đức nói vui vậy với mày vì nghe kỹ đi nghe. À, chứ đừng có giúp người mà phan duyên là có chuyện đến với mình đó. Nó nhớ nghe quý vị. Thôi chúc quý vị an lạc nha. Ai vậy Đà Phật? Ai vậy Đà Phật? Ai vậy Đà Phật? Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. Ai vậy Đà Phật? Ai vậy Đà Phật?